Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn phổ biến tuyên truyền luật tài nguyên nước năm 2023 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật tài nguyên nước. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên gia của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu tổng quan những điểm mới của luật Tài nguyên nước năm 2023. Nghị định số 53 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước. Thông tư số 03 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước. Những điểm mới của Nghị định 54 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thông tư số 04 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thông tư số 05 quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất, khái quát những vấn đề quản lý tài nguyên nước trong thực tiễn.